những ngày giông bão ta thấy gì nào hỡi những người anh em. Chỉ vì một cái tên làm thế giới đảo điên. Corona mi thật là đáng ghét. Chung tay đừng chủ quan nhé, hãy vì cộng đồng ta tránh xa đám đông. Hạn chế đi lòng nhông, lấy chéo có biết không. Việt Nam ơi, cùng nhau đồng lòng. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cùng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng bỏ quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kìa, quyết vượt qua Corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn, tự tin vượt qua đại dịch. Ngày giông bão ta thấy gì nào hỡi những người anh em. Chỉ vì một cái tên làm thế giới đảo điên. Corona thật đáng ghét. Chung tay đừng chủ quan nhé, hãy vì cộng đồng ta tránh xa đám đông. Hạn chế đi lâu nhau, lấy chéo có biết không. Việt Nam ơi, cùng nhau đồng lòng. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cùng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng bỏ quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kìa, quyết vượt qua Corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn, tự tin vượt qua đại dịch. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cùng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng có quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kiện quyết vượt qua Corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn, tự tin vượt qua đại dịch.